Vipop Update chào các bạn. Hôm nay các bạn đã có kế hoạch gì cho một ngày hoàn hảo dư nào? Trước khi bắt tay thực hiện những kế hoạch dễ thương của mình thì đừng quên cập nhật những ca khúc Vipop nóng hổi mới toanh trên hệ thống Enfomi ngày hôm nay. Hãy cùng thưởng thức nhé! Vừa lắng nghe những ca khúc Vipop mới được cập nhật trên Enfomi, đừng quên mã số mỗi bài hát để có thể bình chọn trong khung giờ Vipop đấy. Các bạn nhớ đón xem chương trình Vipop Update hàng ngày trên Enfomi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.